Hello, xin chào các con người đến channel Anime Game. Và hôm nay mình sẽ làm một game mới nha các bạn. Game này là giữa chúng ta nha các bạn. Đây, mình sẽ đặt tên là Công An nha các bạn. Có gì mình sẽ đi chôn. Mình sẽ tìm một cái phòng Việt Nam. Mình vừa vào mình đã thấy phòng Việt Nam luôn nha các bạn. Và game này là giữa chúng ta các bạn. Các bạn cứ chat là giữa chúng ta, hoặc là chat theo tên tiếng Anh AMONGUS được các bạn. Dạ. Qua. Mình được giết người luôn nha các bạn. Đây, giữa chúng ta sẽ có một người là quái vật. Thì mình đã được cử ra là người quái vật nha các bạn. Thì nhiệm vụ của cho người quái vật á thì là đi giết những người khác. Đây thì bé Long đã nói là mình sẽ chat gì nha. Gì bé Long mình sẽ chat skip nha mày. Skip cho nó nhanh nha các bạn, tại vì mới đầu vô là nên ấn liền luôn các bạn. Chơi game này là giữa chúng ta nên nghi ngờ nha các bạn. Thì nếu như bạn mà tìm thấy một con quái vật giết người á thì bạn sẽ chạy lại cái xác đó, bạn thông báo liền luôn. Nếu như bạn chậm tay á thì con quái vật nó ấn vô mà như là cái lo các bạn, thì là con quái vật nó sẽ giết bạn, nói là bạn là người giết mấy thằng kia. Rồi xong. Thì luật chơi khá là dễ, mình sẽ chơi các bạn. Luật chơi nó cũng rất là dễ luôn các bạn. Em sẽ chèo anh kia các bạn. Đây, mình sẽ giết nha các bạn. Bé Long rồi đó. Rồi, chắc bé Long. Nhiệm vụ có những người khác á. Rồi không có luôn rồi. Và mình sẽ nói cụ thể hơn là những nhiệm vụ của người khác. Sao ta? Những nhiệm vụ của người khác là đi sửa nha bạn, sửa máy móc các bạn. Thì nhiệm vụ của mình là đi phá. Mình bật bản đồ lên thì là mình là người phá nha bạn. Thì bình thường thì để đổi chữ đỏ các bạn. Mà giờ sao không thấy đổi chữ đỏ ta? Thì kệ đấy bạn. Này, mình sẽ anh thấy anh áo trắng. Anh áo trắng này à. Ê. Này mà không làm được gì. Để coi. Để xíu nha mày. Này cứ đợi đi, từ từ chạy cọp ra nó khỏi hang thì các bạn hiểu đó. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get rid- Dâu
coi. Mình thấy trên YouTube là dấu ưa dấu sát kìa các bạn. Đó, gì đó các bạn. Thì sẽ người ta tưởng là hiển thị cái lo. Còn sẽ đi này. Nani? Mẹ lòng. Omae wa mou shindeiru. Win. Đấy, lực chơi như vậy nha mày. Bạn giết đồng người cuối cùng á thì các bạn sẽ win. Thì tem này cũng khá là củ bắp nha. Mình sẽ gán kiếm cái phòng nào đó để mà làm người thường. Trong đây các bạn chơi những người mà dạng như Skilder các bạn. Skilder các bạn. Thì bạn sẽ rất là vui khi giết người ta. Và tới lúc khi mà người ta gì bóp bạn á thì bạn sẽ chói leo lẻo luôn. Đây mình sẽ tìm một con Việt Nam sẽ cho các bạn. Game kiếm mình sẽ like game này nha bạn. Bạn thấy game này hay bạn nhớ bỏ like nha bạn. Và đăng ký kênh. Này được rồi. Mình sẽ kiếm một cái phòng nào đó. Tại vì hai ngày nay một cái game này mà mình lỡ cái tay mà sẽ có thể ra sửa tone được nha. Và mình sẽ hút máy lá vô. Những nhiệm vụ của chúng ta là nên đi làm những thứ này nha mày. Làm xong thì sẽ đi chi bắt kỹ người. Thì bạn bật bản đồ lên á thì nó nằm bên đâu? Bên tay phải mà nó nằm ở trên đây nha mày. Phần cài đặt luôn á, dưới phần cài đặt chút xíu. Đây mình sẽ chạy qua bên đó để mình sửa máy móc nha mày. Sẽ sửa dây điện. Mình là sửa dây điện nha. Và mình có mấy cái phần camera đó nha mày. Mình đố bạn mình sẽ vô phần camera để cho bạn xem. Cái này sao vậy? Mình cũng phải sao này. Ok bỏ đi bạn. Mình có gói một xíu. Mình sẽ chỉ cho bạn một mẹo để giữ bạn dùng một nha. Đấy, đây là camera của mày. Có con mày xả đi đứng ở đó luôn. Em sẽ đi nha. Rồi, trong đây. Đem xíu nha. Có người giết. Có người bị giết nha bạn. Mà mình không biết ai. Spa. Để coi nữa mình sẽ tìm một cái phòng Việt Nam mình cho nha bạn. Thì đang tranh luận cực kỳ gắt luôn nha mày. Thì sẽ đổi tọa cho nhau. Spa. Mình không biết luôn mày. Hay lắm.
bạn đăng này lên. Coi sẽ làm sao để con mày xả làm sao để nhảy được. Ui bon chị nhảy nha mày, cái đó mình sẽ chat hợp tác vui vẻ nha mày. Cướp anh công an xã bị bay nha mày, công người đó. Cái lợi thế mà khi các bạn vào Việt Nam á, vào phòng Việt Nam á, thì bạn cứ chat đi cho mình. Nếu như các bạn là những người nha, để các bạn chỉ cần chat câu đó thôi đủ để giết người, hoặc là tên không giết người á, thì các bạn cứ cứ đồng đội với bạn cho bay màu. Tại bạn chắc đâu đó mà. Thì bạn giả dạng như người chơi mới bạn. Thì bạn nói là làm sao để nhảy được cái ống cống hả, cam, xanh, vàng. Nếu bạn nước ngoài thì bạn phải cần ống cam luôn. Hoặc cam. Ủa ghê gì? Ghê là cam. Giờ hôm nay bạn méo biết tiếng Anh vậy mày. Bạn nào nghi á thì bạn cứ làm cho mình. Bạn thấy nó nhẹ không chưa lên đúng không, thì có thằng đi theo mình thì bạn cứ chạy thật nhanh đi ra chỗ nó như vậy, ra chỗ giữa để bạn ấn vô xem nha mày. Cua xè mày ở lúc giữa coi camera chung. Anh nói gì? Để coi, mình sẽ coi camera đó mày. Có người phát hiện ra thi thể. Anh áo vàng. Anh áo vàng người phát hiện ra thi thể. Cam với xanh thì lo bỏ. Gì còn Smith. Rồi mình biết ai rồi. Thanh niên này đó bạn. Nani. Thanh niên tên Nani. Đây, Nani. Sao ba được Nani. Mình sẽ chắc Nani các bạn. Tại vì những người mà giết người đó thì sẽ để lại cái gì tên cam à? À lộn, tên nâu quá mày. Lên em ấn lộn thanh niên rồi. Có gì cho xin lỗi nha. Quét ta ghi nhẹ nhẹ luôn mày. Mà sẽ ra để mình kiếm phòng Việt Nam mày. Mà mình sẽ cho nha mày. Việt Nam các bạn, mình sẽ chơi. Mình không phải là người giết người các bạn.
đây là mình sẽ chơi map mới với bạn. Trong đây sẽ có 3 cái map thì mình sẽ chơi map mới. Để coi ở đây thì không biết sao không bạn. Bạn đợi mình xíu. Mình sẽ đi khám phá map cho bạn xem nha. Đây nha bạn. Map thì khá là đẹp nha bạn. Mình sẽ đi xem xung quanh. Chả gì luôn mày. Mày hành máy tính luôn. Từ cái nút X mà trên bên ta phải mày. Ai vậy nút X bên ta trái. Mày sai ta. Oh. Chơi cho lắm. Ít nhất phải cần cái dãy má số gì đó mày. Sao mà không biết ta? Để mà suy nghĩ nha mày. À mình hiểu rồi. Nó đánh dần theo tự số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Nó lộn mày. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây. Thế tức luôn, mình ấn nhầm cái số 10 rồi mày. Rồi xong rồi. Thấy gì nó sẽ sai. Bây giờ mình khá là khôn mày. What's up? Ơ à, sao bị kẹt đây rồi? Ờ, à, có cái nút bên kia. Hèn gì tên xanh nó giấu rồi. Chơi chơi giấu. Anh đi số 1, anh đi đổi mấy gì chị nghe. Đi đi nha mày. 0, 6, 2 2, 3. Ok. Ở đây hình như là phòng trồng cây nha mày. Ở đây nha mày. Một tên người thoát em mày. Mình sẽ kiếm cái phòng nữa để mình đi nấp. Cái phòng này chạy xuống. Mày đừng nói anh nha mày. Đây đây, cái chỗ nấp mà mình đang thích khá là thích nha mày. Đấy, mình giấu xong nha mày. Mình chỉ chờ cái tên giết người đi qua thôi nha mày. Bạn nào muốn làm về chủ đề mà cho trong game á thì bạn cứ chat qua cho mình. Và bạn để chỉ cho nó dưới. Mình sẽ hứa là mình sẽ làm. Mình sẽ gán làm nha mày. Và bạn nhớ phải để ra like và đăng ký kênh nha mày. Bạn nào có người thân, gia đình gì đó, bạn cứ ấn nút chia sẻ nha bạn. Chia sẻ anh chị em, cô chú, cha mẹ gì đó mày. Cứ chia sẻ cho mình. Đây, người Việt. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Qua đây nè, qua đây nè. Cái tên đây đâu rồi. Đấy, vô, 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 vô. Đó vậy, mình để sao để chữ L thôi nha mày. Tại vì để chữ L á thì nó khó nhìn hơn nha mày. Để mình đi xuống. Ở đây nha mày. Nếu như gặp được thì hey. Thank you.
có ai giết hết luôn các bạn, mình sẽ thoát game này. Chán các bạn. Nếu các bạn là giết người thì các bạn khá là hay. Tại trên nó rất là vui. Khi bạn là giết người. Game này là mình đã có dịch qua mình đã có dịch nha các bạn. Nhật từ ngữ mà để mình mới biết là giữa chúng ta. Bị server đúng không ạ? Tại nó mất kết nối với máy chủ mày. Chơi game này các bạn phải tì lúc nha mày. Mạnh à, máy mạnh quá nó cũng không có trò chơi, mà máy yếu quá nó cũng không có trò chơi. Mà vừa thì nó cứ giật lắc lên mày, lắc lên lắc xuống. Mà nó biết đạt tiêu cầu tiêu chuẩn của nó hay không. Mình nghĩ là các bạn vừa thôi mày. Và lắc quá thì nó cũng phải giật cái luôn mày, tại vì mình nó kẹt cái da người mình mày. Mà sẽ sửa dây điện. Cái dây điện này từ nó qua tay trái qua phải nha mày. Chứ bạn đừng có nói vào từ bên phải qua bên trái là không được đâu. Mình cho bạn chơi tự nhiên. Nếu như bạn nói được. Không có chơi sử dụng hack cheat nha các bạn. Có người phát hiện ra thì trễ. Tên là ghê gì? L. Thì tiếp đã phát hiện ra thi thể của bạn màu cam các bạn. Đây mọi người đang trao đổi các bạn. Nhưng game này sao thế, mình đã có từng coi qua nhưng mà mình dùng quên mất. お前はもう死んでいる。 Tao lại sợ mày à. Các bạn có thể tô lại video.
Ủa mình chơi tới mấy người là gì đi, nãy các bạn có nhìn thấy nó nhảy xuống cống cống không? Các bạn có thể biết là nó nhảy xuống ống cống hồi nãy, các bạn có thể tua video lại. Hoàng mình thấy nó nhảy xuống ống cống gõ ghen nha các bạn. Ủa? Mà có thể tại sao luôn các bạn nha. Hồi nãy các bạn có thể thấy nó nhảy xuống ống cống gõ ghen. Thấy cái tên màu xanh ta. Nãy có tên nó có con chó mà kêu nó tên một tiếng thì mình cũng hiểu sao ngón vậy, ngón cái kiểu mà nhìn như sao vậy. Gõ ghe mình thấy nó nhảy xuống cống nha các bạn, cái tên áo trắng này ta. Mình cũng không hiểu các bạn, nó nhấc cái đầu chút xíu. Hồi nãy cái tên đó nó vừa nhảy xuống cống các bạn, mình thề các bạn luôn, các bạn có thể thấy. Và cái tên nó vừa nhảy xuống cống. Mình vừa thấy cái tên đó vừa nhảy xuống cống của ngàn rồi ta. Hay cái tên nào nữa? Các bạn có thể này cho mình một cái lời giải thích không? Số 3 chứ bạn. Cái đầu giờ mình hơi gói nha mày. Tại mình thấy nó nhảy cắm mà mình không nhớ kỹ nó chi tiết. Nó vừa nhảy mình vừa chạy luôn. 3 cái tên. Còn à cái tên áo trắng mày. Cái tùy mày. Mà sẽ chơi thêm một dáng nha mày. Để mình gán kiếm cái dáng mà Skilder nha mày. Các bạn đợi mình tí. Mấy bạn ơi, mình xin lỗi nha mấy bạn. Tại vì server disconnect nha mấy bạn. Đây mình ấn vô online, mình đã ấn vô play game là join game mấy bạn. Thì nó cứ hồi chập chờn, hồi sau nó biến thành disconnect. Đó mấy bạn. Mình đã thử nhiều cách nha mấy bạn. Và mình không có thể nào quay được. Mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay, các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh, share nha các bạn. Bye các bạn.